Nếu như muốn gia đình hạnh phúc hơn thì hãy ôm nhau nhiều hơn và cùng bác sĩ Hoa tìm hiểu những cái lợi ích từ cái việc mà chúng ta tăng cường tiếp xúc da thịt với nhau. Khi mà bắt đầu chúng ta khởi đầu một tình yêu thì nó sẽ có cái lúc đấy nó sẽ rơi vào trong cái lưới tình, cơ thể của chúng ta nó sẽ sinh ra rất nhiều adrenaline. Nó làm cho cái đối phương gặp chúng ta cảm thấy run lần bật, rồi cảm thấy có những cái hồi hộp, có những cái hưng phấn và có cái run sợ. Nên là đàn ông họ mặc dù họ rất là tự tin nhưng gặp những người họ thích là họ run như cầy sấy ấy, và bằng một cái kích thích của adrenaline nên sẽ rất muốn là đụng chạm cái gì đấy, người ta rất là muốn kiểu nắm tay nhau, ôm nhau hay là có những cái tình cảm thân mật hơn. Nhưng khi lâu dần rồi cái adrenaline nó không thể tiết ra giữa hai người với nhau nhiều như thế nữa thì nó đến một cái giai đoạn đấy là nó tăng cường những cái hormone là gắn kết lại với nhau. Lúc này oxytocin sẽ là những cái hormone gắn kết, và lúc này người ta thấy rằng chỉ cần là ôm nhau nhiều hơn thì cái oxytocin nó sẽ tiết ra nhiều hơn, và cái việc ôm nhau này nó sẽ làm cho mọi người giảm bớt cái căng thẳng và cảm thấy hạnh phúc hơn rất là nhiều. Kể cả việc mà mọi người hai vợ chồng thường xuyên ôm nhau hoặc là ôm đứa con của mình thì sẽ làm cho đối phương cảm thấy nó được tự tin, cảm thấy được giải phóng những cái stress căng thẳng trong người của mình và cảm thấy rất là hạnh phúc. Nhiều khi có những cái khó khăn trong cuộc sống có thể các anh ấy ngại nói, nhưng nếu các anh ngại nói thì chỉ cần cho đối phương một cái ôm, một cái vỗ về thôi là cảm thấy nó có được bình ổn lại. Hay là những cái đứa trẻ cũng thế, khi nó gặp những bất kỳ những khó khăn nào trong cuộc sống, hay là nó có những cái đứa trẻ nó chưa biết nói, nó chỉ cần khóc lên thôi, nhưng chúng ta ôm và chúng ta vỗ nhẹ thôi nó cảm thấy rất là bình an và đứa trẻ nín khóc, chừng là do cái ôm và cái vỗ về đấy làm cho đứa trẻ nó được trấn an. Và bác sĩ Hoa cũng rất là đồng tình với cái việc mà chúng ta luôn luôn ôm trẻ. Những cái đứa con mới khi sinh ra bằng tất cả mọi giá chúng lớn rất là nhanh, có thể là lúc đầu ấy khi mà có đứa trẻ ngủ cùng ấy thì nó sẽ làm cho cả bố và mẹ ngủ nó sẽ không được ngon giấc lắm bởi vì các bé quậy ấy, nhưng mà luôn luôn sẽ dành thời gian, bản thân bác sĩ Hoa bây giờ vẫn đang lựa chọn đấy là ngủ cùng với con để các em bé lớn nhanh, và cái cảm giác được ôm con vào lòng buổi sáng thức dậy có những cái ôm và những cái thơm đối với con là cái không thể có cái gì sánh bằng được. Và người ta cũng nghiên cứu rằng là cái ôm đấy sẽ làm cho những đứa trẻ cảm thấy tự tin hơn và cảm thấy mọi người cũng sẽ tự tin hơn. Khi mà chúng ta ôm nhau, không chỉ những cái người được ôm cảm thấy sức khỏe của mình được tốt hơn, mà chính những người trao đi cái ôm thì người ta thấy rằng những người đấy cái vùng stress ở trên não nó được bình ổn lại, tức là nó sẽ giải phóng stress cho cả hai bên. Những đứa trẻ được yêu thương, được ôm ấp nhiều hơn sẽ cảm thấy tự tin hơn. Và mọi người thấy không, những đứa trẻ nó hay ôm những con gấu, những cái đồ vô tri ấy, kể cả việc ôm những cái đồ vô tri như thế nó cũng sẽ làm tăng cái sự tự tin và cái sự cảm giác an toàn của các bé nhiều hơn. Nên mọi người có thể sẽ sắm cho bé một cái con gấu bông hay một cái gối ôm gì đấy, bất kỳ đi đâu các bé có thể mang theo để cảm thấy được trấn an tinh thần. Và người ta cũng thấy rằng là cái ôm này sẽ giúp cho mọi người tăng cường sức đề kháng, mà sức đề kháng thì sẽ làm cho mọi người có giảm cái tình trạng bị cảm cúm này, giảm những cái biến đổi gen, và đặc biệt là khi đã có biến đổi gen xảy ra rồi thì sức đề kháng mà nó tốt thì nó có thể bắt lại những cái biến đổi gen đấy để tránh cho nó chuyển thành những cái ung thư, những cái tiền tiền ung thư vân vân. Và người ta thấy rằng những cái ôm đấy cũng sẽ giúp cho mọi người giảm đau hơn. Vì thế vào tất cả những ngày trong trong tất cả những cái thời gian trong ngày khép lại những cái giận hờn nhau, cả khi mà kết thúc một cái ngày làm việc hoặc là bắt đầu một ngày mới á, tất cả những thành viên trong gia đình chúng ta sẽ dành thời nhau ôm nhau nhiều hơn thì nó sẽ gắn kết mọi người lại với nhau rất là nhiều. Và bản thân bác sĩ Hoa bây giờ cái cảm giác buổi sáng dậy cùng chồng với cùng con cả gia đình cùng ôm nhau trò chuyện chỉ mất khoảng tầm 10 đến 15 phút vào buổi sáng, và buổi tối trước khi đi ngủ cũng thế, sẽ cả nhà nằm ôm nhau và trò chuyện thì lúc đấy mình cảm thấy mình cực kỳ là hạnh phúc và mình không ghen tị với bất kỳ ai ở bên thế giới bên ngoài nữa, và nó sẽ làm cho mình cảm thấy đi vào giấc ngủ rất là ngon. Và đấy cũng có thể là một trong những cái bí quyết để có thể gắn kết các thành viên trong gia đình với nhau.